Chào mừng quý vị đến với chương trình Thanh Mai Show. Thưa quý vị, tác giả của cuốn sách Đắc Nhân Tâm có một câu nói mà Mai rất là tâm đắc. Đừng ngại đổ hết tâm sức vào những công việc tưởng chừng như là nhỏ bé. Mỗi lần bạn chinh phục được một việc, nó khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu bạn làm những việc nhỏ tốt, những việc lớn sẽ được giải quyết. Điều đó có thể hiện rằng là chúng ta đừng bao giờ xem thường những điều dù là nhỏ bé. Bởi vì đó có thể là chìa khóa vàng để đưa bạn đến những điều lớn lao và thành công vĩ đại. Mai chúc cho chúng ta, tất cả quý vị đều tìm thấy chìa khóa vàng ấy. Chương trình trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về quan niệm chữ Trinh xưa và nay. Trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu liệu chữ Trinh có đem lại hạnh phúc hay không. Và trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay vẫn là gương mặt rất là quen thuộc. Xin chào đón anh Lê Hoàng ạ. Chào Thanh Mai. Trở lại cái đề tài của mình, cái chữ Trinh của người phụ nữ á, thì Hoàng chỉ nói thế này, là Hoàng chỉ nói rằng là mình, cái chủ đề của mình ở đây mình nói không phải nói chung chung mà mình nói để cho các cô gái nghe. Thì mình chỉ nói là các cô gái nếu mà nghe được cái câu chuyện hôm nay ấy, thì thế này này, hãy đặc biệt cảnh giác với những người đàn ông mà cứ xoáy vào cái quá khứ của mình, và đặc biệt cảnh giác với những người đàn ông khó chịu với những cái quan hệ trước của mình. Vậy mình ướm như thế nào anh? Anh có thể chia sẻ chẳng hạn như các cô gái nên ướm thử hoặc là mình thăm dò đối phương như thế nào để trước khi mình dấn sâu, mình lạm vào cái cảm xúc thì mình cũng để biết trước, nhận diện được. Nếu mà nói về cái sự thăm dò và ướm thử thì Hoàng có thể, bây giờ mình phải mở cái này thì mình phải mở rộng ra một chút là như thế này. Hoàng rất là ngạc nhiên nhé. Rất là ngạc nhiên khi mà Hoàng thấy rất nhiều cô gái á, là không là cưới chồng xong là ly dị rất là nhanh, ly dị rất là nhanh, và từ cái lúc mà trong showbiz của mình cũng đầy ra luôn á, chứ đừng nói ở đâu riêng đâu, là làm có nghĩa là trước đây thì mình nói về nhau những lời cực kỳ tốt đẹp, rồi sau đó khi mà chia tay thì là lên trên báo chí thì nói rằng không hợp, nhưng mà ngồi với bạn bè thân thì chỗ chửi rủa, có nghĩa là chỗ nó tệ và tao không ngờ các thứ đủ thứ, nghĩa là nó là đủ thứ xấu. Mình luôn nếu mà gặp một cái cô như thế thì mình luôn luôn nổi điên. Và mình hỏi là, này thế hồi yêu không biết à? Thì đó, hồi yêu không biết à? Thì các cô ấy bảo là không biết. Thế mình bảo thế hồi yêu làm gì? Bởi vì thế này này, có ai bắt cưới đâu. Và rõ ràng không ai bắt cưới, đúng không? Mà hai người yêu nhau ít nhất bây giờ ít nhất cũng phải một năm thì mới đến đám cưới. Đúng không? Thì trong một năm đó là bao nhiêu lần ngồi nói chuyện, bao nhiêu lần ngồi uống cà phê, bao nhiêu lần đi chơi, và thậm chí với hiện đại bây giờ thậm chí trong một năm đấy, thậm chí đã từng quan hệ luôn đã. Đúng không? Cái đấy cũng nói thẳng luôn. Thế thì trong một năm như vậy mà không phát hiện ra thằng ấy nó tệ à? Nếu mà không phát hiện ra mà thằng ấy tệ trong cả một năm thì nó thể rút ra một kết luận là chính người con gái đó cũng rất tệ. Nghĩa là họ rất là thiếu nhạy cảm. Họ thiếu nhạy cảm nên họ mới không nhìn ra những cái xấu. Đấy là nói nhìn chung. Thế còn bây giờ nhìn riêng là tại sao trong một năm yêu thì mình có hàng trăm cách, mình bởi vì yêu nhau phải đi chơi đúng không? Đi chơi hoặc là nằm thủ thỉ với nhau ngồi cà phê, chỉ có thể nói với nhau những câu chuyện về quan điểm của anh hay của em về cuộc sống. Chứ nói về cái gì bây giờ? Không lẽ mình ngồi đây hai cái đứa yêu nhau xong là đi hỏi về hôm nay giá xăng nó lên hay là chứng khoán bây giờ nó xuống à? Đúng không? Thì loanh quanh câu chuyện mà của nam của nữ mà ngồi nói chuyện với nhau 100 người, và dù thậm chí họ chưa yêu nhá, họ chỉ là bạn thôi, thì cũng là nói về những quan điểm sống, đúng không? Chẳng hạn, thậm chí những quan điểm sống nó bộc lộ từ những cái rất nhỏ thôi. Ví dụ như rằng là Hoàng ngồi với một cô xong bảo là có biết Thanh Mai không? Ngày xưa nó làm diễn viên, bây giờ nó làm nó mở Mỹ đè giàu lắm. Thì cô bảo cái giàu đấy em không ha, cái giàu đấy là lừa người ta bơm này bơm kia mà, đúng không? Từ cái phát biểu đấy là mình cũng nghĩ là cái khái niệm của cô này về cái cuộc một cái lĩnh vực cuộc sống là rất như là thế khắc nào khe. Có nghĩa rằng là một cái thái độ của con người nó bộc lộ trong bất cứ một giây phút nào, nó cũng bộc lộ và trong bất cứ cái gì nó cũng bộc lộ. Chứ mình làm gì có yêu một thằng nó im thin thít đâu. Thế thì tại sao trong cả năm trời mà không thấy nó? Không năm trời thì chỉ có thể nói một cái điều là ngu thôi. Ngu và kém. Thế là cho nên không thấy, chứ
Hoàng không tin một người nào mà Hoàng chơi trong một năm. Nhưng mà trời. Những khi họ giấu kỹ thì sao anh? Không, giấu có những người ta mà. Giấu rất là... Không thể nào giấu được. Yeah. Không thể giấu được. Không thể giấu được. Làm sao mà giấu? Yeah. Hoàng chơi với Mai một năm đi, xem Mai có cái gì giấu không? Trừ trường hợp là Mai có tài khoản ngân hàng, Mai không nói ra thì Hoàng chịu. Chứ còn những cái đức tính đó Hoàng sẽ biết thôi à. Yeah. Đức tính Hoàng sẽ biết thôi. Yeah. Ví dụ như là hai đứa mình đi chơi. Yeah. Đúng không? Chẳng hạn như là rủ đi xem phim. Yeah. Hai đứa mình quả kèm một bộ phim. Thế này thì chẳng hạn như là Mai là mà thích kinh dị thì là mình đã biết là cô này là cảm giác thích những cảm giác mạnh rồi. Yeah. Đúng không? Yeah. Thế còn thế nếu như là hai đứa mình thích một cái bộ phim tình cảm, xem đấy có một cái đoạn rất là cảm động thì nước mắt Mai thì sụt sịt thì Hoàng biết à cô này là cái cô này là nhiều cô hơi xúc. Nhạy cảm. Yeah. Còn nếu mà cái cô ấy lúc ấy mà vẫn chơi như không thì mình nghĩ à cô này mình không dám nói là xấu nhưng cô này là cái cô rất là khó có cái cảm xúc rất là khó giấu. Yeah. Đúng không? Đó là mình có thể quan sát cái phản ứng của người ta luôn luôn trong một tỷ chuyện là mình rút ra được cái hành vi của người ta. Mai có một câu hỏi của khán giả dành cho Lê Hoàng. Em là con trai một trong gia đình, ba em mất sớm nên từ nhỏ mẹ em quản em rất kỹ. Việc em đi chơi với ai, quen ai, mẹ cho mới được đi chơi, không thì thôi. Hiện tại em đang quen một người bạn gái và dự định tiến tới hôn nhân. Cách đây ít ngày, bạn gái em tiết lộ trước đây cô ấy từng quan hệ tình dục với bạn trai cũ. Em thì thấy chuyện này bình thường nhưng em ngại mẹ em biết bà sẽ không chấp nhận. Sao lại mẹ lại biết được nhỉ? Em dự định sẽ giấu mẹ nhưng mẹ là người quan sát rất kỹ nên sợ khó qua mắt được. Em định kêu bạn gái đi ván màng trinh để ra mắt mẹ, qua mắt mẹ. Nhưng không biết phải mở lời với bạn gái như thế nào. Anh cho em lời khuyên với ạ. Lời khuyên là em không nên lấy vợ, em chưa xứng đáng làm chồng hết. Đàn ông mà chúc em sống với mẹ đến già. Dạ, đúng. Rồi. À, trước khi kết hôn em có nói với chồng về việc em không còn trinh. Anh ấy bảo là không sao vì thế đám cưới vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ. Thế nhưng trong một lần đi ăn tiệc về anh ấy uống rất nhiều nên say và vừa khóc vừa nói em đã thất tín với thằng đàn ông nào. Sao em không biết giữ gìn. Anh ấy nói xong và ngủ. Qua hôm sau tỉnh dậy anh vẫn nói chuyện với em bình thường và tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cũ. Qua chuyện này em có cảm giác như chồng em vẫn để bụng chuyện em không còn trinh khi lấy ảnh. Suy nghĩ của em có đúng không và em có nên hỏi thẳng chồng về điều này không? À, anh Lê Hoàng có thể tư vấn giúp em ạ. Thì đúng rồi, ông ấy để bụng là đúng rồi. Nhưng mà thôi không nên hỏi lại làm gì. Bởi vì rằng là cố gắng quên cái chuyện ấy đi. Nhưng mà nếu ông ấy làm lần thứ hai nữa thì phải coi chừng ấy. Nhưng mà trong trường hợp đó thì mình phải làm sao anh để cứu vãn cái gia đình hạnh phúc? Thật ra thì nó chưa là cái gì cả bởi vì ông ấy quên rồi mà. Thì đôi khi trong cuộc sống thì cái quên cũng quan trọng lắm. Cho nên là nếu ông có vẻ quên thì mình cũng vờ quên đi. Bao giờ nếu ông lần thứ hai giảm tính. Đừng khắc sâu lại những cái nỗi đau cũ vào ngoài. Có một câu hỏi của khán giả đặt câu hỏi cho anh Hoàng là chào chương trình. Em năm nay 24 tuổi, người yêu hiện tại là mối tình đầu của em. Trước đây mỗi khi cùng nhau xem phim có nội dung trai gái sống thử thì anh ấy hay phê phán và cho rằng cô gái trong bộ phim sống mấy như vậy là không đúng. Đấy, coi như cái này là đúng ý anh rồi đó. Đi xem phim để hiểu được, thăm dò được tâm lý đối phương cũng như là quan điểm. Nên giữ gìn đến ngày tân hôn, em rất vui vì suy nghĩ ấy của bạn trai mình. Thế nhưng khoảng 1-2 tuần trở lại đây mỗi khi em đi chơi với nhau thì bạn cha em hay đề cập đến vấn đề quan hệ tình dục. Em không đồng ý thì anh ấy bảo rằng mình là người rất có trách nhiệm, nếu có thai thì cưới sớm. Yêu nhau á, đó là có cần gì đọc tiếp. Dạ. Cái ý chính nó chỉ thế thôi. Dạ đúng rồi. Tóm lại là một ông mà nói một đằng làm một nẻo. Dạ. Đúng đó, không? Đó, có thể là thì thế này, ở đây em đang gặp một cái ông đạo đức giả. Thế thôi, đơn giản có vậy thôi. Thật ra thì thế này, con trai mà gặp một người con gái xong là ham muốn tình dục thì cái đấy không có gì, nói thẳng luôn không có gì xấu. Nó phải như thế. Đúng không? Nhưng mà nếu anh ham muốn tình dục nhưng mà anh lại hô hào xong anh làm trái với cái điều đó thì nó lại khác. Đúng ạ. Nó trái với cái điều đó thì khác. Cho nên là ở đây nó vấn đề là cái người đàn ông này nó không trung thực thôi. Không trung thực ở điều là thứ nhất ấy, là anh ấy bảo rằng là cái điều anh nói rằng là con gái không nên sống thử thì thật ra theo quan điểm của Lê Hoàng là đúng. Có cái chuyện đấy thế nào là đúng thì mình sẽ bàn trong một chương trình khác. Nhưng mà anh lại muốn cái người con gái của mình sống thử, không phải sống thử mà quan hệ với mình. Thì nếu anh muốn như vậy cũng được, nhưng mà anh đừng có nói câu trước. Đúng rồi. Vậy thôi. Anh đừng có nói câu trước. Chúng ta không sợ người xấu. Chúng ta chỉ sợ người, mà chúng ta sợ cái người xấu mà lại giả tốt á. Cái đó mới nguy hiểm. Cái đó nguy hiểm hơn nhiều. Đúng bởi rồi. Vì xấu thì chúng ta cũng có thể
tránh xa được, hoặc là chúng ta có thể thay đổi được. Thực nhưng ra mà cái này là thế này thì thế khác thì không em được. Nghĩ là không phải là anh này giả tốt nữa mà anh này còn là ích kỷ nữa cơ. Nghĩa là bản thân mình thì là muốn lấy một người vợ về, sẽ trong quan điểm của anh sẽ là muốn còn trinh. Nhưng mà khi mà cặp bồ yêu đương thì lại vẫn muốn quan hệ. Thế thì có phải vô lý không? Nghĩa là muốn phụ nữ về với mình thì phải còn nguyên vẹn, nhưng mà mình thì lại muốn đi chinh chiến. Thế là quá bất công, phải không ạ? Không phải quá bất công mà là đầu tiên là quá sao nhỉ? Không biết dùng cái từ gì. Nhưng Hoàng cũng nói thế, nếu mà nói một cái thẳng thắn như thế này nhá. Nếu như là 30 tuổi, con gái và con trai cùng cưới nhau, con gái cưới vào ông chồng vào lúc 30, thì thường người con trai đó nó phải ít nhất là cũng phải là 32, 33, đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng không? Dạ đúng. Thì không một người đàn ông lành mạnh nào có thể nói như thế. Gần như không có một người đàn ông lành mạnh nào đến 30 đến 32 tuổi, à 32, 33 tuổi mới quan hệ tình dục. Dạ đúng, dạ đúng. Có thể khẳng định nhiều đấy. Có thể khẳng định nhiều đấy. Nữa đó anh. Hoàng không nói là 100%, nhưng Hoàng có thể nói là gần như không có một người đàn ông nào mà đến năm 32, 33 tuổi mới cưới vợ mà trước đấy chưa có quan hệ. Chắc chắn là như vậy. Trừ trường hợp anh lo tập trung công việc, không có người yêu. Lo đến mấy cũng không, đừng có biện hộ. Trừ trường hợp anh ấy không thích gái thôi. Đừng có biện hộ. Bởi vì rằng là đặc biệt trong xã hội ta là một cái xã hội mà phải nói thật ra là cái sự quan hệ tình dục mà không phải là kèm theo tình yêu á, nó rất là dễ. Massage, bia ôm, karaoke ôm. 5 phút gội đầu, cắt tóc. Trong nháy mắt. Nó không có gì phải khó khăn cả. Phải nói thật là bây giờ bất cứ người đàn ông nào có một chút tiền, không hề nhiều luôn, không hề nhiều luôn, vài trăm nghìn thôi, và muốn có một cái quan hệ tình dục ngoài luồng thì đều được. Và từ lúc muốn cho đến lúc thực hiện có thể chỉ có vài chục phút. Nói thật luôn. Thế thì cái lý do gì mà một ông mà 30 mấy tuổi chưa có? Trừ khi ông là thánh. Đúng không? Chứ là mà làm gì có thánh trên đời này hôm nay, đúng không? Thế nói như thế để cho các cô hiểu rằng là đừng có nghe lời các ông ấy nói, đừng có nghe lời các ông ấy nói là chẳng hạn như là nếu mà anh là người đầu tiên yêu em thì đúng, nhưng mà anh là trước em, anh chưa có với ai thì hãy cẩn thận. Đấy đó thì vô lý anh ha. Rồi một câu hỏi tiếp theo của khán giả. Chào anh Lê Hoàng, chào MC Thanh Mai. Còn khoảng 2 tháng nữa là em kết hôn. Em có nên kể cho chồng sắp cưới của em rằng em đã không còn trinh hay im lặng cho đến ngày cưới luôn ạ? Mong anh chị cho em lời khuyên, em cảm ơn. Theo tôi là như thế này. Thật ra đấy, trong quá trình hai người yêu nhau á, mà tiếp xúc thân mật với nhau, thì cái quá trình mà hỏi rằng là ngày xưa anh hay em đã có một cái gì chưa, cái câu hỏi đó nó cũng rất tự nhiên. Nó tự nhiên chứ không phải là có tính chất tò mò, nó phải, hay là nó cũng tự nhiên thôi. Chứ nó không phải là có tính chất gọi là tra khảo bức cung gì đâu. Nó tự nhiên. Thì thật ra đó, tôi nghĩ rằng là bạn cũng có thể trả lời, bạn có thể trả lời là có chứ. Nhưng mà kể về nó sâu đến mức nào đó, thì bạn hãy thận trọng. Cũng có con người bạn có thể kể hết được đấy. Con người bạn có thể kể hết được. Nhưng mà đấy là những con người vĩ đại lắm. Và nếu bạn cảm nhận được cái con người đó như thế thì bạn cứ nói. Chứ mình cũng không khuyên bạn phải giấu hết đâu. Nhưng mà với đa số thì bạn không nên nói hết. Với đa số không nên nói hết. Vì có những người đàn ông xấu như thế này này, cái lúc ấy thì họ rất là tử tế và rất là tha thứ và rất là rộng lượng. Nhưng mà sau này trong quá trình sống vợ chồng đó, có một cái mâu thuẫn xảy ra đó, có một cái va chạm đó, họ sẽ lôi cái quá khứ ra họ nói. Lúc đó đầy nghi. Cái người đàn ông cao thượng hay không lại không phải lúc nghe. Bởi vì lúc nghe thì ông nào cũng ra cái vẻ là ôi giời có khứ mà, ôi giời anh cũng có cô này cô kia rồi mới đến với em mà. Nhưng mà cao thượng hay không là cái lúc mà sau này có xung đột ấy, thì có thể có những người đó sẽ buông ra những lời rất là xúc phạm, ví dụ như là cô lại giống như hệt như là ngày xưa thôi. Đúng không? Tôi biết thừa là cô đối xử với tôi cũng giống thằng đó. Nghĩa là nói chung là nếu mình không muốn đau lòng thì mình đừng có kể với cái người chồng của mình tất cả, trừ trường hợp là cái người đó mình cảm thấy quá tin tưởng. Nhưng điều đó hiếm lắm đấy nha. Hiếm chứ không nên nói là không có đâu. Đúng rồi anh. À,
mình nghĩ là cũng không cần nói đâu. Thực sự thì thời buổi giờ yêu nhau là được rồi, chứ chi tiết thì thấy nó cũng bình thường lắm. Mình nghĩ là bạn nữ nên im lặng, tại vì đối với mình thì quá khứ là quá khứ, mình chỉ nhìn ở hiện tại và tương lai mà thôi. À, còn bây giờ thì để cho câu chuyện của chúng ta có một cái sự đa dạng nữa thì chương trình có một cuộc khảo sát nhỏ dành cho quý vị, đặc biệt là cánh mày râu đang trực tiếp theo dõi chương trình. Câu hỏi dành cho quý vị là nếu biết bạn dự định kết hôn mà cái cô gái đó không còn trinh, bạn sẽ làm gì? A. Xem đó là chuyện bình thường. B. Buồn nhưng sẽ tha thứ. C. Đau khổ và chia tay ngay lập tức. D. Tiếp tục yêu nhưng không kết hôn. Và E là ý kiến khác. Thế thì nếu như quý vị mà có cái ý kiến nào thì chúng ta sẽ bấm số A, B, C, D, E. Rồi một chút nữa đây thì Mai cũng sẽ công bố cái kết quả để chúng ta có cái nhìn nhận chung về quan điểm của mọi người ngày hôm nay như thế nào. Còn em hỏi anh riêng anh Lê Hoàng, nếu là anh thì anh chọn như nào? Thực ra thì Mai cũng biết thừa tính cách của anh rồi, anh sẽ chọn như nào, nhưng mà thôi vẫn phải đặt câu hỏi với anh. Anh chả quan tâm. Thực ra phải nói ai mà cũng có cái quan điểm nhân hoàng thì chị em phụ nữ sướng biết bao nhiêu anh nhở. Thực ra anh có nhìn, anh có cái cách nhìn rất là thông cảm, rất là hiểu người phụ nữ và xem người phụ nữ gọi là giống như người đàn ông, có sự bình đẳng công bằng chứ không bị khắt khe. Nói thế lại không đúng. Nếu mà ta nghĩ người đàn ông với người phụ nữ bình đẳng á thì thật ra ta lại khắt khe. Đàn ông với phụ nữ không bình đẳng đâu. Phụ nữ đáng phải nói rằng là này, phụ nữ khổ hơn nhiều. Phụ nữ không với đàn ông không bình đẳng. Nếu mà ta nghĩ rằng phụ nữ với đàn ông bình đẳng là ta chỉ nên bình đẳng về mặt xã hội, ví dụ hai bên cùng đi bầu cử. Đúng không? Hai bên cùng có thể vào một cái chức vụ nào đấy, cùng làm giám đốc, cùng ấy thôi. Chứ còn nếu mà bởi vì bản thân phụ nữ với đàn ông sinh ra là đã khác nhau rồi. Và cái sự nếu mà theo cái kiểu là tôi vác hòn đá 10 kg thì cô cũng vác hòn đá 10 kg, bình đẳng kiểu đấy thì chết người ta ngay. Phụ nữ là phải nói một cái thẳng đắn nào đó là phụ nữ rất nhiều khi là phải là sao nhỉ, phải hy sinh cho người ta mới là bình đẳng. Chứ không phải là coi người ta ngang hàng mình. Coi người ta ngang hàng mình là không phải bình đẳng đâu, bởi vì rằng là người ta có những cái thiệt thòi do bản năng người ta. Hoàng xin nhắc lại là như thế này. Nghĩa là sự bất bình đẳng về phụ nữ trong xã hội thì nó muôn vàn. Đầu tiên nó về quan điểm đã. Ví dụ bây giờ Hoàng 60 tuổi ha, mà Hoàng chưa vợ, Hoàng cưới một em 18. Không ai nói gì. Chả ai nói gì. Nhưng mà một bà 60 cũng chưa chồng, quý ông 18, lập tức thiên hạ dè bỉu đúng không? Thế khổ thì thân những người trong cuộc, thân những người trong cuộc thì bình đẳng ở chỗ nào? Đúng không? Thậm chí bây giờ nếu Hoàng 60 Hoàng cưới em 18, chúc mừng nhé bạn bè. Mày hay quá hả? Đúng không? Anh hay quá ha. Anh nói chung là toàn khen không à? Đúng không? Không ai bảo là anh tồi tệ, anh xấu xa, anh ấy. Nhưng mà một bà 60 cưới ông trai 18 đi. Thế là bị dè bỉu. Dè bỉu khay à? Bà sắp chết rồi, bà còn ấy, bà còn rừng mỡ rồi thì chắc bà mang tiền ra cho nó chứ gì. Rồi đúng không? Bay bà già loạn xịn xịn ơ. Nó hỏi Hoàng hỏi Mai cùng một cái hiện tượng xã hội. Thì như thế có bình đẳng không? Không bình đẳng. Thực ra Mai cũng làm trong cái công việc lĩnh vực làm đẹp á anh. Thực ra mình thấy phụ nữ quá bất công. Cùng sanh con, cùng đứa con gọi cha gọi mẹ 50-50. Nhưng mà người phụ nữ lại phải mang nặng đẻ đau và sau đó là có những cái di chứng. Ví dụ như có những phụ nữ, Mai xin lỗi là sau khi sanh xong có cái bụng rạn này, nứt này, rồi thực sự là sẹo này. Nghĩa là nhiều khi họ bị mặc cảm, đôi khi đàn ông mình thì không quan tâm hay không để ý. Nhưng mà phụ nữ thì lại là phái đẹp mà, nên họ rất là nhạy cảm. Thôi bây giờ họ chỉ cần đơn giản thế này, thế này. Bây giờ ví dụ như là Mai có một thẩm mỹ viện, thỉnh thoảng có khách nam chứ, đúng không? Thì chả có thằng quỷ nào vào đây bảo là cô ơi, có làm nào làm chứ vậy tôi sợ về nói với vợ lắm. Chả có thằng nào nói thế. Nhưng mà những các bà vào đây có gì giấu, có gì chồng. Đấy. Đúng không? Đừng có nói cho chồng chị là chị làm nhá. Là đấy. Thân thể là của mình, tiền là của mình. Mà nhưng mà người khác quyết định. Và nhưng mà lo là chồng nghĩ ra sao. Còn không có thằng nào vào đây mà nó nghĩ là vợ nó nghĩ ra sao cả. Nó nghĩ là thứ nhất là đương nhiên vợ nó phải chấp nhận. Đúng không? Chắc chắn nó nghĩ rằng có, thậm chí nó nghĩ rằng là đẹp ra thì vợ mừng. Đúng không? Còn cái chuyện là nó đẹp ra thì coi là nó sẽ có bồ thì cái chuyện đấy kể sau. Đúng không? Người ta cứ nói rằng là Lê Hoàng nghĩ phụ nam nữ bình đẳng sai.
Thật ra nam nữ không có bình đẳng, nam nữ không có bình đẳng. Đặc biệt trong xã hội ta thì là phụ nữ rất là thiệt thòi. Yeah. Là rất là thiệt thòi. Cho nên là đừng bao giờ suy nghĩ thế. Yeah. Họ thiệt thòi về rất nhiều chuyện. Dạ, đúng ạ. Thực ra cái quan nên tại sao mà ở nước ngoài đó thì Mai thấy là trong cái tỷ lệ ly hôn á, sau khi mà ly hôn xong thì tài sản họ chia đôi hết, dù cho là người chồng là người làm ra tiền và người phụ nữ ở nhà lo nội trợ, lo cơm nước gia đình để mà trong ấm ngoài êm, nhưng chia là đến cộng cái kim cũng chia, cái bàn cũng chia, cái tất cả đều chia đôi. Nhưng ở Việt Nam thì đôi khi lại thấy rằng là mình cũng chỉ là ở nhà nội trợ, không làm việc gì hết, còn tất cả mọi việc tiền là do ông chồng. Nên anh thấy là ở nước ngoài họ có cái rõ ràng không, cho phụ nữ. Không, cái chuyện rõ ràng là đương nhiên rồi, nhưng mà còn chưa biết đâu nha. Còn rõ ràng tới cỡ này nè. Nếu Mai phải đọc một cái cuốn sách mà rất là nổi tiếng hôm nay á. Cái cuốn nó tên là 21 bài học của thế kỷ 21. Của một ông giáo sư người Israel ấy. Cái cuốn ấy viết ra là toàn thế giới đọc á, thì họ mới nói thế này này. Do cái trí tuệ nhân tạo á, thành ra là rất nhiều ngành nghề chúng ta sẽ bị biến mất. Dạ, đúng ví dụ như là có thể vài năm nữa thì có nhân viên bán hàng, xe nó cũng tự động nó chạy, nhân viên ngân hàng chúng ta tự động trực tuyến, kế toán và tất cả mọi thứ giao dịch trên rất nhiều nghề sẽ biến mất, không biến mất, thậm chí luật sư bây giờ sợ trên mạng nó ra cái hợp đồng. Nhưng mà rất nhiều nghề sinh ra. Thì một trong những cái nghề mà người ta nghĩ là sau này rất là đắt, rất là quan trọng và được trả lương rất cao, đã biết là nghề gì không? Nhà gì anh? Nghề làm mẹ. Nghề nuôi con. Có nghĩa rằng là sau này người ta mới phát hiện ra rằng là chế tạo ra một con người và nuôi nấng nó là một cái khó quá trình vô cùng. Rất là khó. Dạ đúng. Và những người phụ nữ sau này phải được xã hội trả lương. Dạ. Nên là không phải là chồng trả lương đâu. Dạ. Mà là xã hội phải trả lương, bởi vì nếu mà cái người phụ nữ đấy không đẻ cái đứa con đấy ra thì xã hội lấy đâu ra cái năng lực ra để làm. Dạ đúng. Đúng không? Dạ, cũng giống như bây giờ Mai có, tại sao Mai có cái xe đạp là bởi vì Mai phải trả tiền cho cái người bán cái xe, Mai có cái xe. Yeah. Thế bây giờ, thế vì tại sao ông chồng có đứa con hay là xã hội có một đứa, có một con người sinh ra thì phải trả tiền cho cái người sinh ra cái đứa con ấy chứ? Dạ yeah, đúng rồi. Đúng không? Dạ yeah, đúng. Mà cái người đó thì thật sự cho cùng là phụ nữ, bởi vì họ quài sinh ra, họ còn lo lắng, họ còn nuôi nấng nó. Yeah. Thế là sẽ có những cái nghề mà sẽ được nhà nước trả lương. Dạ. Yeah. Chẳng hạn như nghề làm mẹ chẳng hạn. Dạ yeah, hay quá. Nó gọi là nghề. Còn mình thì gì? Mình thì tán tụng nó là thiên chức. Thiên chức, nhưng mà coi như là trách nhiệm. Nhưng mà thiên chức thì chẳng có xu nào. Mà trách nhiệm, mà trong lúc đó phụ nữ thì phải mang nặng đẻ đau. Có thể như là vài chục năm nữa, thì ví dụ như là Mai có một đứa con thì Mai là lương một tháng là 10.000 đô. Quá. Mà Mai cả hai đứa con là 10, Mai lương một tháng là 20.000 đô. Sao phải trả? Mà chưa kể. Không thì tôi không đẻ. Mà phụ nữ ngày xưa đã bị mang nặng đẻ đau rồi. Ông đi biển có đôn mà biển cũng của mình. Rồi sau khi mà con mà không ngoan thì bảo là con hư tại mẹ. Tớ khổ thế, phụ nữ không có thứ. Cái vai trò của phụ nữ nó rất là cao. Rất là cao. Chứ không phải là nhiều người cứ bảo ông Hoàng cũng nói theo kiểu nhân đạo. Không phải. Thành ra là cái thông tin mà anh vừa chia sẻ cũng là một cái tin vui để Mai chia sẻ ngược lại anh, là sau cái khảo sát hồi nãy mà mình vừa quẹt câu hỏi, chương trình mới gửi lại cho Mai để Mai biết được rằng là mọi người cũng rất là đồng quan điểm, đồng tình. Với câu hỏi khảo sát, nếu biết cô gái bạn dự định kết hôn không còn trinh, bạn sẽ làm gì? Chúng tôi đã nhận được kết quả như sau. 60% xem đó là chuyện bình thường, 20% chọn buồn nhưng sẽ tha thứ, 10% quyết định đau khổ và chia tay ngay lập tức, 2% sẽ tiếp tục yêu nhưng không kết hôn, 8% có ý kiến khác. Hòa Thính nói là thế này này, tất cả chúng ta đều đề cao một con người và chúng ta cho là một cái con người mà làm nên sự thần kỳ của thế giới đó là ông Lý Quang Diệu. Ông Lý Quang Diệu là một Đưa cái là một con người mà biến Singapore từ một đất nước có thể nói là một cái mảnh đất không ra cái gì cả và trở thành trong một những quốc gia hàng đầu thế mà giới chỉ nhỏ, rất xíu, nhiều lĩnh vực. Nhỏ xíu thế bởi thôi. Bởi vì Singapore ngày xưa nó chỉ là một cái thuộc địa của Mã Lai. Và khi Singapore đòi độc lập thì Mã Lai buông ngay lập tức, bởi vì xin lỗi là thấy cái mảnh đất nó chả có cái gì báu bờ cả. Nghĩa là chả có thậm tài nguyên nước, mà cũng không chả có nước, cái gì không tài nguyên, không trồng trọt, không gì. Singapore xin độc lập là không hề có đấu tranh vũ trang, không hề có gì cả. Hay quá. Nó như là kiểu như là một cái đứa con hư mà gia đình người ta vứt đi ấy. Đó, nếu mà nó cứ nôm na là như thế. Mà bây giờ Singapore trở nên mạnh mẽ và thậm chí còn hơn Mã Lai rất nhiều. Thì có nghĩa là ông Lý Quang Diệu là một trong những cái nhà lãnh đạo kiệt xuất, đúng không? Có rất nhiều cái mà để cho ông ấy trở thành, và người ta tham khảo ý kiến của ông về rất nhiều lĩnh vực trên thế giới. Nghĩa là thậm chí chính phủ Việt Nam cũng đã từng mời ông Lý Quang Diệu sang để hỏi một số vấn đề. Cái đấy có đấy chứ không phải không.
Nhưng mà riêng có một cái vấn đề mà người ta hỏi ông Lý Quang Diệu thì ông không thể nào, không cách gì ông cố vấn được. Đó là người ta hỏi ông rằng là làm thế nào để mà Nhật Bản thoát khỏi cái sự già cả về dân số. Thì ông bảo tôi chịu thôi. Bởi vì rằng là ở Nhật Bản người ta không cho nhập cư. Nhật Bản không thể nhập cư được. Nhật Bản là muốn là công dân Nhật Bản thì phải có dòng máu Nhật. Rất khó. Cho nên là đất nước Nhật Bản sẽ bị một cái tình trạng là ngày càng già. Ngày càng già. Ở Nhật bây giờ đó là người ta không có nhường ghế cho người già trên xe buýt. Bởi vì là phải 75 mới gọi là già. Thì chết cha, bởi vì lực lượng lao động nó hoàn toàn không có. Bởi vì người ta không phụ nữ không đẻ. Thì ông Lý Quang Diệu bảo tôi không cách gì tôi thể nghĩ là cái gì cho Nhật Bản. Có nghĩa rằng là đấy. Nhưng mà chính bây giờ sau khi ông Lý Quang Diệu chết bao nhiêu năm, bây giờ Singapore cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó. Nghĩa là Singapore bây giờ nghĩa là người gốc Singapore là ngày càng ít. Và bây giờ chính phủ Singapore là đang tìm mọi cách để cho phụ nữ Singapore sinh đẻ. Mà cứ mỗi năm lại xuống thì cái tỷ lệ chết nó đều cao hơn tỷ lệ sinh. Cho nên rằng là cái chính sách gì thì cái chính sách, nhưng mà cái người phụ nữ họ không thích sinh con đó. Thì hy vọng rằng cái chương trình mà anh đọc mà của giáo sư Israel viết ra thì được áp dụng nhân rộng rãi thì may không, ra nó chẳng áp dụng cả, nó buộc phải thế cho thôi. Thì đấy, thì thực ra thì mình cũng nhìn một cái gọi là lạc quan, là biết đâu ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được như vậy. Để rồi chúng ta, may là chúng ta cũng chưa vấp phải cái vấn đề gọi là bị già hóa dân số. Nhưng mà nếu đến lúc nào đó thì cũng chúng ta bị rồi, nó may nhầm rồi. Nhất là thế này này, cách đây bao nhiêu năm á, thì chúng ta là một trong những ưu thế của chúng ta là lực lượng đó. Bởi vì người ta tính, ví dụ tỷ lệ dân số Việt Nam là 100 triệu. Thì trong đó là từ 25 tuổi là bao nhiêu, từ 50 bao nhiêu tuổi phần là trăm, bao nhiêu. Thì người ta thấy rằng một trong những ưu thế của nước mình đó là lực lượng lao động trẻ. Nhưng mà cái thống kê gần nhất thì đã cho thấy rằng điều đó không còn đúng nữa. Và chúng ta cũng bắt đầu già nhanh. Già nhanh là sao? Là nó là cái kết quả của thứ nhất là tuổi thọ cao. Và thứ hai là tỷ lệ sinh ít đi. Đúng rồi. Như Mai với anh là sinh của những thế kỷ, những năm 70 về trước. Lúc đó ba mẹ cũng vẫn còn sinh nhiều con. Còn thế hệ bây giờ một thậm con. Chí là mình vừa mới trò chuyện là phải 30 tuổi mới lấy chồng. Còn ngày xưa là 18, 20, 22, 25 là bảo là quá già để có thể lấy ngày chồng xưa rồi thì, nghĩa là bây giờ không cần vận động gì cả. Phần rất nhiều gia đình là chỉ có một con. Chẳng hạn như gia đình anh em nhà Hoàng là một con hết. Có nghĩa là cứ hai người rồi cũng vài chục năm nó còn một. Cứ hai rồi còn nghĩa một, tỷ, ai còn tỷ một. Lệ bị giảm lại. Bị giảm lại. Đúng rồi. Có đúng không? Đúng rồi. Mà khi không có dân số thì làm gì có phát triển. Chuyện của chúng ta hôm nay thì nó về cuối thì có thể nó hơi đi ra khỏi chủ đề một chút, nhưng mà nói chung là nó vẫn chỉ có, chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề như thế này. Đó là thứ nhất, đối với phụ nữ chúng ta, nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải như là ban ơn một cái tình cảm, chúng ta ban ơn một cái sự công bằng là sai. Bởi vì thật ra đó là một cái lực lượng mà rồi trước sau họ cũng sẽ quyết định cái sự thành bại của xã hội đấy. Chứ không phải là một cái lực lượng mà gọi là ăn bám đàn ông như chúng ta nghĩ đâu. Đúng rồi. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai rằng là tất cả những người đàn ông mà quan tâm đến cái quá khứ của phụ nữ á, mà quan tâm theo cái kiểu mà nói thẳng ra là quan tâm đến quá khứ thì cũng được, nhưng mà quan tâm theo cái kiểu rằng là mang ra để dò xét, mang ra để mà bực bội, mang ra để sau này đay nghiến á, thì đều không xứng đáng làm chồng các bạn. Nếu các bạn là con gái mà gặp những cái người đàn ông như vậy thì các bạn dẹp đi cho tôi cho sớm. Nhưng mà nếu mà nói phụ nữ trẻ ngày hôm nay á, các bạn hoàn toàn là tự tin, bởi vì thế hệ trước đây á, đàn ông đi chiến trận cho nên là cũng có sự mất mát. Phụ nữ tỷ lệ nhiều hơn. Nhưng ngày hôm nay là khác. Giờ... tỷ lệ bây giờ đàn ông phải hơn, ít nhất là dư hơn 10%. Trung Quốc là mình nhớ hình như khoảng 12-13% nếu mà nhớ không lầm. Và Việt Nam cũng khoảng như vậy. Và Việt Nam, thật ra để Việt Nam có rất nhiều cái ưu thế và rất nhiều cái mạnh, nhưng có một cái mạnh mà chúng ta nên không bao giờ nên hãy tự hào, đó là một đất nước xuất khẩu cô dâu. Cảm ơn anh Lê Hoàng rất là nhiều đã đến để trò chuyện cùng quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng có dịp để tìm hiểu hơn về chữ Trinh trong quá khứ cũng như là trong hiện tại, để thấy rằng ngày hôm nay chúng ta sống trong cuộc sống phải nói là mọi suy nghĩ cũng đã được thoải mái hơn, cũng có nhiều bớt đi được cái áp đặt, cái áp lực cho chị em phụ nữ chúng ta. Một lần nữa cảm ơn anh Lê Hoàng và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thanh Mai Show.